Alo, có ai thấy Liên không? Alo, ai thấy thì hãy lên tiếng hả? À, Hương Thu Nguyễn. Rồi. Ok. Hello. Rồi, có người thấy rồi. Ai thấy thì hãy hãy lên tiếng đi ạ. Trời ơi, mừng quá. Từ nãy tới giờ mình livestream từ hồi đúng 10 giờ tối mà không ai thấy hết, cho nên mình nói đã một hồi mình thấy giống như là trống trơn, thành ra mình phải tắt và mình delete luôn cái video đó rồi. Bây giờ thì mừng quá có được. Ôi, trời ơi, xin cảm ơn Hoàng Ngọc Hà, Mai Nguyễn, Huyền Trương, Ba Lô Nấm, Xu Nguyễn. Các bạn chờ tới nửa tiếng rồi ha, bao nhiêu là công sức. Thành thật xin lỗi, cái chuyện này là ngoài khả năng của Liên nha. Hôm nay là Liên lên online đúng giờ luôn á, mà Liên nói ủa sao không có một người nào hết. Thì bây giờ mình bắt đầu ha. Có được 14 comment. Mọi người nghĩ là hôm nay mình sẽ nói cái gì? Mình sẽ đứng về phía đàn ông hay đàn bà? Ai nghĩ là mình đứng về phía đàn ông hay là đàn bà, xin hãy comment ạ. Xin chào Hằng Pears, Step 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 Step. Xin chào Lam Thê Thê Setun. Xin chào Thúy Lê, xin chào Anh Hà. Xin chào Ngọc Trần. Xin chào Ti Ti, xin chào Châu Mỹ Ngô. Xin chào Lãnh Trần. Ai da. Mình tưởng là mình bị người ta chặn rồi chứ. Mình tưởng là mình nằm trong danh sách được chăm sóc của chính quyền rồi chứ. May là nó chỉ là một cái chuyện kỹ thuật vô tình thôi. Ok. Vậy thì Liên thấy có rất nhiều người, và trong đó có bạn thân của Liên là bác sĩ Đỗ Văn Ngũ Đan. Khi mà Liên hỏi Liên có nên livestream về cuộc chiến Nga-Mỹ không thì ngay lập tức là đang phản đối ì xèo. Và có nhiều người cũng phản đối, nói Liên là thôi đi, người chuyện đó là chuyện nhảm nhí hả. Người thì nói là hãy hãy nói về giáo dục thì tốt hơn, đừng tốn thời gian cho chuyện này. Vậy thì quý vị nghĩ là tại sao Liên lại quyết định làm cái chuyện này? Ai có câu trả lời, ai có cái phỏng đoán đầu tiên tại sao Liên lại quyết định làm livestream về cái đề tài cuộc chiến Nga-Mỹ? Xin chào Dung Hoàng Thị, Thị Thủy hay Thị Thùy gì đó. Là tại vì như vậy quý vị, Liên thấy là cái chuyện phương Nga với toàn Mỹ á, nó là chuyện cá nhân mà đâu phải chuyện tại sao nó lại ồn ào. Đấy, đó là một cái chuyện vô cùng vô lý. Bây giờ ví dụ như là mình biết một trong xóm mình có một cặp tình nhân, nó đi chơi với nhau. Xong rồi sau đó thằng đòi quà nhỏ không trả, thằng nó quýnh cho thằng tăng, thì quý vị nghĩ sẽ ai sẽ nói tới cái chuyện đó trong xóm đó, người nào, cái người nào sẽ nói về cái chuyện đó? Quý vị sẽ thấy thường cái chuyện thường gặp á, là cái câu chuyện đó trong xóm chỉ có những người vô công rồi nghề mới ngồi nói thôi, còn những người trí thức hay những người bận rộn có công việc hay là những người tử tế thì họ chẳng quan tâm. Họ nói ủa chuyện đó là chuyện cá nhân của hai người đó, mình nói để làm gì? Thì quý vị thấy cái chuyện mà trong xóm có hai người, một nam và một nữ yêu nhau, rồi cái thằng nam đòi quà và con nữ không trả, và cái thằng nam nó quýnh con nữ, hay thằng nam nó đem con nữ nó ra ra phường, thì trong xóm sẽ rất ít người nói, và trong xóm cái người nói sẽ là những cái người không đàng hoàng, những người rảnh rang, những người vô công rồi nghề, đúng không ạ? Nhưng cái đáng ngại là cái chuyện nó tương tự, cái chuyện toàn Mỹ và phương Nga nó tương tự như vậy.
Thì chỉ khác biệt là cái món quà cái thằng này đòi nó lên tới 16 tỷ, có lẽ vì và cái con nhỏ này nó là hoa hậu, thành ra nó tạo ra một cái chuyện là cả xã hội nói về điều đó. Đây là cái điều đáng ngại, đây là cái lý do tại sao mà Liên làm cái clip này, cái livestream này. Tại vì quý vị có thấy là cái việc mà cả xã hội quan tâm đến chuyện cá nhân của một cặp tình nhân, nó là một cái biểu hiện của một nền đạo đức suy đồi của cái xã hội này, không đúng không ạ? Trong khi đó có những cái chuyện vô cùng quan trọng của trong xã hội thì ít có cái chuyện nào trong cái xã hội này mà được cái sự quan tâm nó nhiều tới như vậy. Vậy thì trong xã hội có những cái chuyện gì đang rất lớn mà chúng ta lại thấy là không không đạt không không thu hút cái sự chăm sóc, cái sự quan tâm. Đó là cái nền giáo dục vô cùng tồi tệ của chúng ta, đó là cái giao thông vô cùng tồi tệ, đó là nền kinh tế đang trên đà suy sụp và đã từng suy sụp và đang tiếp tục suy sụp, phải không? Đó là cái chuyện Biển Đông, đó là cái chuyện vân vân và vân vân. Bây giờ ngồi nói chuyện ô nhiễm, nói chuyện môi trường, đủ thứ chuyện mà chuyện đó trong bên báo, trên báo cũng đã từng nói, nhưng mà ít ít có cái chuyện nào mà lại được 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 quan tâm nhiều như cái chuyện cá nhân của cặp tình nhân này. Bây giờ mới nói tới chuyện xin chào Vương Ngọc Hân, Cherry Minh Phương, xin chào Như Thương, xin chào Huỳnh Tấn Dũng, Nguyễn Hoàng Lam, Liên Kim, Cherry Minh Phương nói là dạo này trông chị khác ghê. Khác chỗ nào? Đúng rồi, tại vì mình lên tới 10 kg và mình già đi nhiều tuổi. Mình phải làm quen với lại cái the new normal, ha, một cái sự bình thường mới của mình là mình già hơn, xấu hơn và mập hơn. Bây giờ mới trở lại với câu chuyện này. Ly thấy là trên mạng nhiều người họ họ người thì nói là ôi tội nghiệp Phương Nga quá, bị thế lực tiền tài nó ăn hiếp. Người thì nói là người thì chê là Cao Toàn Mỹ là một thằng đàn ông hèn hạ. Liên thấy là Liên không có quyền gì tham gia vào chuyện cá nhân của người ta. Mà Liên chỉ có thể nói điều này là thứ nhất là cái chuyện này là chuyện cá nhân. Thứ hai nữa là Liên thấy tại sao người ta quan tâm mà nhiều tới như vậy, và nó nói lên cái điều là đạo đức xã hội suy đồi. Thì cái chuyện đạo đức xã hội suy đồi này nó nằm ở chỗ nào? Thứ nhất á, là mình quan tâm tới chuyện cá nhân của người khác là cái chuyện nó không tử tế rồi. Thứ hai nữa là tại vì Liên đã hứa với quý vị là Liên sẽ làm livestream về cái đề tài này, cho nên Liên cũng lên trên mạng, Liên cố gắng Liên tìm hiểu xíu, nhưng mà Liên thấy nó tởm quá, Liên không thể nào mà tìm hiểu kỹ được đó. Nhưng mà Liên chỉ có coi một cái clip thì trong cái clip đó cái cô Phương Nga đó cổ phát biểu trước tòa là vì đây là một cái mối quan hệ nghiêm túc chứ không phải qua đường. Liên nói người ta có vợ, mình ăn nằm với người ta mà mình nói đây là mối quan hệ nghiêm túc một cách hiên ngang như vậy, quý vị thấy có khủng khiếp không? Rồi cô này và cái điều tiếp theo nữa là Liên gần như bảo đảm là đa số chúng ta 99.9% là đã từng có mối quan hệ nam nữ tình yêu, đúng không ạ? Và quý vị sẽ thấy là cái khi người ta yêu nhau, người ta tặng quà cho nhau, là cái chuyện bình thường. Và cái người tốt, người tử tế thì họ sẽ không đòi quà lại, còn cái người mà không tử tế họ đòi quà lại. Nhưng cái người tử tế mà bị đòi quà đó thì họ sẽ trả ngay lập tức thôi. Ồ, Liên cũng đã từng có những cái mối quan hệ rồi người ta đòi quà Liên cũng trả ngay lập tức, thậm chí là người ta không đòi Liên cũng trả luôn. Nếu như cái món quà Liên thấy là giá trị quá lớn thì Liên trả luôn. Và rất nhiều trường hợp là Liên trả thì người ta không nhận, và cũng có nhiều trường hợp Liên trả người ta nhận. Và nhưng mà nếu mình là người tử tế, khi người yêu mình đòi quà mình phải trả,
Thì mặc dù mình biết đó là một cái thằng khốn nạn nó mới đòi quà, nhưng mình là người tử tế mình trả, tại vì mình phải hiểu là người ta cho mình là vì tình yêu chứ không phải là trách nhiệm. Khi hai người khi hai người yêu nhau thì không có ai có trách nhiệm gì phải hầu hạ người kia đó, mà hai người đó họ làm vì tự nguyện. Và khi hết tình yêu rồi thì cái quan trọng không phải là tiền, không phải là vật chất, mà là cái mối tình cảm, đúng không ạ? Thành ra mấy người nói là anh Cao Toàn này hèn hạ hay là cô Phương Nga kia là nạn nhân, nhưng Liên thấy trong cái chuyện này không có gì tốt đẹp từ cả hai phía. Tức là cái người khốn nạn mới đi đòi quà, và cái người tử tế mà đòi khốn nạn ở mức độ vừa phải, người ta đòi á, mình đòi người ta không trả thì thôi, đằng này đi kiện ra tòa. Và khốn nạn hơn nữa là kiện ra tòa nói toàn là chuyện đưa ra những cái bằng chứng xạo và từ từ bị vạch trần. Đó là phía phía bên ông Mỹ, và bên phía cô Nga thì là người ta đã có vợ mà mình đang nằm với anh ta một cách hiên ngang như vậy, rồi còn rồi bây giờ còn nói cái câu là vì anh ấy yêu tôi anh ấy phải có trách nhiệm với tôi. Ủa vậy chứ à, cô yêu ảnh anh cũng không có trách nhiệm gì với anh à? Và còn nói một câu là đây là một mối quan hệ nghiêm túc chứ không phải qua đường. Người ta đã có vợ rồi, ai cho phép cô nghiêm túc với người ta vậy? Thành ra trong cái chuyện này cả hai phía không có gì tốt đẹp, phải không ạ? Và Liên không có đứng đây để mà Liên không có quyền chê bai hay không có quyền khuyên răn gì cả. Liên chỉ thấy có cái điều đáng ngại là nếu như chúng ta không cẩn thận thì cái câu chuyện ồn ào trong xã hội này nó sẽ tới con ta tai con cái của chúng ta, và nhất là những đứa trẻ đang ở tuổi vị thành niên, những đứa trẻ mà từ 8 tuổi trở lên, thì quý vị sẽ thấy là cái chuyện này sẽ ảnh hưởng tới con quý vị tới mức độ nào. Cho nên cái thông điệp đầu tiên trong cái livestream này liên quan tới cuộc chiến Nga Mỹ là quý vị phải cẩn thận trong cái chuyện ảnh hưởng, vì cái chuyện này nó sẽ ảnh hưởng tới nhận thức của con quý vị về đạo đức, về con người. Thành ra những ai đang theo dõi Liên ở đây, cái việc quý vị cần phải làm trong những ngày tới đây, nếu như con quý vị từ 7-8 tuổi trở lên, thì nên chăng quý vị phải dành thời gian để nói chuyện với con quý vị, thử xem bé có đang quan tâm tới vấn đề này không, thử xem bé có đang nghe ngóng về vấn đề này không, và suy nghĩ của bé như thế nào, để mà quý vị có những cái lời tâm sự thủ thỉ để cho con quý vị hiểu, mà con quý vị không có những cái nhận thức sai lầm. Bạn Ngọc Ruby nói là em tình nguyện mất ngủ vì cô đây ạ. À. Vô cùng cảm ơn, xin cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ mới nói tới chuyện là tình yêu ha. Sơ sơ thôi, tức là hôm đó Liên ngồi Liên nói chuyện với nhân viên của Liên thì cô nhân viên cũng có phán một câu là tình yêu không có tội chị. À, ai trong quý vị đồng ý với cái câu tình yêu không có tội, xin hãy lên tiếng ạ, xin hãy comment ạ. Rồi, hình như bị chặn nữa rồi. Sao tự nhiên không có một comment mới nào hết ta? Ha. Ok, có người đồng ý rồi. Ok, Liên đồng ý với quý vị cái câu tình yêu không có tội, Liên đồng ý với câu đó. Nhưng những quý vị nào đã tham gia chương trình Cha Mẹ Đồng Hành của Liên, hay là cái khóa học online trên kina.vn đối thoại với con về tình yêu, thì quý vị biết là tình yêu nó không có tới ngay từ phút đầu, phải không ạ? Tình yêu nó trải qua nhiều giai đoạn. Có rất nhiều tác giả khác nhau viết những giai đoạn khác nhau, nhưng mà Liên có thể tóm tắt sơ bộ về về một cái điểm mà hình như rất nhiều tác giả đồng ý với nhau là tình yêu nó trải qua vài giai đoạn như sau. Thứ nhất là crush, tức là cảm nắng. Thứ hai mới tới là love, like. Thứ hai nó tới là like. Thứ ba nó tới là share. Thứ tư nó tới commit.
và cuối cùng nói tới love. Thì Liên type lên ở đây để quý vị đọc. Thì crush tiếng Việt gọi là cảm nắng hay là gọi là cú sét ngang mày á, phải không? Khi mình gặp ai đó mình thấy giống như bướm bay trong bụng, mình chỉ muốn nghĩ, và mình suốt ngày nghĩ tới người đó. Like tức bắt đầu mình thấy thích người đó, phải không? Mình thích tất cả những gì người đó làm. Trời ơi, cặp mắt dễ thương quá, cái mặt dễ thương quá, cặp lông mày dễ thương quá, cái miệng nhúc nhích dễ thương quá, vân vân, cái gì mình thích á, phải không? Tới cái mức mà mình thấy người đó không có cái gì mình không thích. Thậm chí nếu mình có thấy một vài điều mình không thích, mình thấy chứ cái đó cũng chuyện nhỏ. Thứ ba là share. Thì cái thời kỳ thứ ba là bắt đầu họ chia sẻ với nhau, họ chia sẻ thời gian với nhau, tức là họ 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 rủ nhau đi chơi, phải không? Họ hay là họ họ chia cho nhau tất cả những cái gì họ đang có. Họ có thể là bao nhau ăn, tức là chia nhau tiền, phải không? Họ có thể cho nhau cái này, cho nhau cái kia, chia sẻ. Và cuối cùng là commit. Tiếp theo là commit, tức là họ bắt đầu có một cái sự cam kết với nhau. Họ bắt đầu tuyên bố là em yêu anh yêu em. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào exclusive, tức là anh thuộc về em thuộc về anh, và mình không thuộc về người khác. Thì cái giai đoạn cam kết này nó bắt đầu từ cái câu tuyên bố em yêu anh yêu em, rồi nó tiếp theo bằng cái chuyện là hai người chỉ đi với nhau chứ không đi với người khác, hứa với nhau như vậy. Và nếu nó thật sự tốt đẹp thì nó sẽ đi tới đám hỏi đám cưới, phải không ạ? Và sau khi đám hỏi đám cưới, hoặc là không đám hỏi đám cưới, họ họ dọn và họ ở với nhau, và họ trong lòng họ chỉ lo lắng cho nhau thôi chứ họ không nghĩ tới chuyện đi tìm người khác nữa. Và sau đó họ cam kết tới mức mà họ vượt qua khó khăn cùng nhau. Là anh chàng này bị bệnh, cô nàng vẫn chăm sóc, cô nàng này bị mất việc, anh chàng này vẫn nuôi nấng, ví dụ dụ vậy. Thì là dần dần cái đó nó mới thật sự trở thành yêu, love. Thì quý vị sẽ thấy là nếu một cuộc tình nó đi theo cái đoạn đường này á, thì sẽ thấy là càng ngày họ càng yêu nhau hơn. Quý vị sẽ thấy là những cái cặp, có rất nhiều những cái cặp mà mình thấy là nói với Liên là ô tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề, phải không? Tức là hay là có cái bài hát là hãy cứ là tình nhân, chứ còn một khi là thành chồng vợ rồi á, là hết vui, là hết là hết hấp dẫn, phải không? Bắt đầu thường rồi, trước khi lấy nhau thì tặng quà tặng hoa rồi săn đón, tới khi lấy nhau thì coi như chuyện bình thường. Là vì sao? Là vì những người này họ đã lấy nhau trước khi họ tiến tới cái giai đoạn cam kết. Tức là họ chỉ có cái cam kết bên ngoài, đó là cái đám cưới đám hỏi, họ không có cái cam kết bên trong, tức là cái động lực mà chỉ muốn giữ cái cam kết cho người đó, và mình chỉ muốn làm cho cái người kia vui, mình chỉ muốn làm cho người kia hạnh phúc. Thành ra quý vị sẽ thấy là những cái cuộc tình mà nó đi theo cái những cái chặng đường này á, thì cuối cùng á, họ càng ngày họ càng yêu nhau hơn, họ càng ngày họ càng yêu nhau hơn. Ví dụ như trong tờ báo Mercury News ở bên Cali này có kể một cái câu chuyện. Những quý vị nào tham gia chương trình Cha Mẹ Đồng Hành hay là đối thoại với con về tình yêu trên kina.vn thì có thể sẽ nghe cái điều này rồi, và bây giờ Linh xin nhắc lại ở đây. Đó là có cái câu chuyện giữa giữa hai ông bà già này. Lúc mà đăng báo lên đó thì họ đang nằm bệnh viện, họ vừa mới chết. Thì cái câu chuyện là hai người này họ gặp nhau ở cái tuổi 40, thì cả hai đều già rồi, nghĩ là ở tuổi này thì đâu có còn nồng nàn là mấy kiểu con nít nữa, phải không? Thôi để gặp ai mà thấy được thì thấy cũng ổn thì thôi cưới nhau, phải không? Thì họ cưới nhau, thì thì họ cũng làm đám cưới. Và cái ngày đầu tiên, sáng hôm sau, cái ngày đầu tiên chung sống với nhau đó, thì sáng ngủ dậy thì cái cô vợ mới làm cà phê, cà phê bột á, cà phê instant coffee á, cà phê bột khuấy nước á. Thì cái ông này ông chồng khen ngon, và hai người ngồi với nhau uống rất là hạnh phúc. Thì từ đó về sau cứ mỗi buổi sáng là cô này pha cà phê cho anh này, và anh này uống một cách rất là ngon lành và sung sướng. Thì tới khi mà họ già,
Thì ông này bị bệnh rất nặng, tiểu đường, chứ ông nằm một bệnh viện khác, và bà này thì bị nặng về tim mạch cho nên bà nằm bệnh viện khác. Và họ không có con cháu. Cho nên bà mới nói với ổng câu này: anh ơi em xin lỗi, tại vì bây giờ em nằm bệnh viện khác, anh nằm bệnh viện khác, em không còn làm cà phê cho anh mỗi buổi sáng nữa. Anh có nhớ cà phê không? Anh có thèm không? Anh có buồn không? Thì ông này ổng nói chứ: yên tâm đi cưng, tôi chẳng bao giờ thích cà phê. Ok, cô này nói, bà này nói: hả, 40 năm nay mỗi ngày em làm cà phê cho anh mà anh không thích? À, không. Vậy tại sao anh uống ngon lành? Là tại vì anh cảm thấy hạnh phúc được em pha cà phê cho anh uống. Cho nên cái hạnh phúc là cái điều là em pha cà phê cho anh, chứ không phải là vì cái cà phê. Thì bà này bà cười sung sướng nói: ô, tức là anh đã hy sinh uống cà phê 40 năm nay chỉ vì anh muốn em vui lòng mà. Thì quý vị sẽ thấy là trong cái câu chuyện này, nếu như một người mà tiêu cực thì họ sẽ nói: trời, ông lừa tôi, ông làm tôi khổ 40 năm nay, mỗi buổi sáng ông có biết tôi phải đi pha cà phê cho ông tôi khổ biết bằng chừng nào không, hay sao ông nói thiệt cho tôi biết ngay từ đầu tôi đỡ khổ. Phải không? Đó là cái hướng tiêu cực. Nhưng cái hướng tích cực của bà này là: ô, uống cà phê anh không thích mà anh phải chịu đựng cà phê để cho em vui lòng mà, ôi cảm ơn anh. Thì quý vị thấy cho chỉ một hành động thôi, thì nhìn về hai hướng, nó là sẽ tích cực hay tiêu cực, nó đều có thể được, đúng không ạ? Còn ông này thì ổng là người tích cực, cho nên ổng thấy: trời, bà đi pha cà phê cho mình dễ thương quá, thôi mình uống, phải không? Còn người tiêu cực sẽ nói: trời, trời, sáng nào bà cũng hành hạ tôi, bà bắt tôi uống cà phê chỉ cho khổ hơn, tôi ghét cà phê thấy một, ví dụ vậy, đúng không quý vị? Cho nên quý vị sẽ thấy là tình yêu nó tới từ cái chuyện cam kết, tức là ông này ông đã cam kết với bả, cho nên trong lòng ông chỉ muốn làm cho bả vui lòng, thành ra bả pha là ông uống. Thì cô bà này bả cũng cam kết với ổng, cho nên bả chỉ muốn làm cho ổng vui lòng, cho nên bả thấy ổng uống một cách ngon lành, thành ra bả cứ cố gắng bả đi pha cà phê mỗi buổi sáng. Thì quý vị thấy là pha cà phê bột cũng đâu khó, không múc muỗng cà phê bỏ vô khuấy dễ lắm. Nhưng mà làm hàng ngày trong suốt 40 năm đó mới thấy đó là một cái tình yêu bao la và bền bỉ. Thành ra cái điều Liên muốn chia sẻ quý vị ở đây dài dòng là cái gì? Là tình yêu không có tội. Nhưng cái tội nó nằm ở chỗ nào? Là từ khi anh, một người đã có chồng, có vợ, crush với một người khác, tức là có một cái cảm nắng với một người khác, anh có quyền có cảm nắng với bất kỳ ai. Và những ai đã có chồng, có vợ có thể sẽ đồng ý với Liên điều này. Một khi anh có chồng có vợ rồi, đâu có nghĩa là anh hết crush với người khác. Ai trong quý vị đồng ý là mình đã có chồng có vợ rồi, mình vẫn cảm nắng với người khác như thường? Ai đồng ý xin hãy lên tiếng hả? Ai đồng ý lên tiếng hả? Cái chuyện mình đã có chồng có vợ rồi, mình vẫn cảm nắng với người khác như thường là chuyện thường xảy ra. Vấn đề là mình phải hiểu cái giới hạn đạo đức nó nằm ở chỗ nào. Nếu như mà mình là người có trách nhiệm, có đạo đức thì mình có cảm nắng với ai, nhưng mình đã cam kết với vợ hoặc chồng mình rồi thì mình đừng có đi xa hơn, đừng có bước tới cái bước là chia sẻ, tức là mời mặt người ta đi chơi rồi mua quà tặng người ta. Cái đó là những cái hành động tiếp theo để nó mới dẫn tới một cái sự sâu sắc lâu dài gắn bó. Còn nếu mình chỉ cảm nắng, mình thấy ôi đẹp quá, ôi dễ thương quá, nghĩ tới người đó hoài, nhưng mà cuối cùng mình nghĩ là không, nhưng tôi đã cam kết với vợ hoặc chồng tôi rồi, cho nên tôi sẽ không tiến xa hơn với người này, thì cái câu chuyện nó sẽ không dẫn tới điều gì cả, nó sẽ không dẫn tới tình yêu đâu, đúng không quý vị? Thành ra những cái người mà nói người ta ngoại tình không phải lỗi người ta, tại vì tình yêu nó không có tội, đó là những người ngụy biện cho cái chuyện là anh đã tiến xa hơn cái mức đầu tiên. Ở cái mức độ crush anh có thể dừng lại được, chị có thể dừng lại được, nhưng anh chị đã không dừng lại và cứ đi theo cái cám dỗ đó nữa, rồi đổ thừa cho tình yêu. Ai trong quý vị đồng ý với Liên là nếu như mà mình là người đạo đức, mình có thấy ai dễ thương, mình có thấy ai mà mình thấy hấp dẫn, mình có quyền và mình không thể chối cãi được là mình thấy có người hấp dẫn, nhưng mình đừng có tiến xa hơn, thì cái câu chuyện nó không có tới cái mức mà không thể cứu vãn được, đúng không ạ?
Hơn nữa là khi mình đã khi mình đã có chồng có vợ rồi, mình có con rồi, thì cái trách nhiệm với con với thì tiền bạc nó trở thành trách nhiệm với con với vợ của mình, nó là tương lai của con của vợ của mình chứ không phải chỉ có một mình. Đúng mà, mình đem hết tiền mình cho bồ của mình với điều được với điều kiện anh không có trách nhiệm gì với con với vợ. Còn anh đã có trách nhiệm với con với vợ mà anh đi cho bồ như vậy, tức là anh phản bội cái niềm tin của con và vợ mình. Thì Liên không có ngồi đây để mà thuyết giảng điều gì cả. Liên không có quyền thuyết giảng, Liên chỉ có nói quan điểm cá nhân của Liên thôi, và quý vị đồng ý hay không đồng ý đó là quyền của quý vị, đúng không ạ? Cái điều tiếp theo Liên muốn nói là cái câu chuyện này nó liên quan tới một cái điều vô cùng đáng ngại, tức là ngày 29 tháng 6 là ngày mà mẹ nấm, blogger mẹ nấm bị tuyên án tù 10 năm, trong khi cô chỉ làm có cái chuyện duy nhất là post thông tin lên mạng thôi. Thì quý vị có thấy nó là vô cùng vô lý không? Ví dụ như quý vị giận ai đó phải không? Quý vị ngồi đó quý vị chửi nè, tao ghét mày lắm, tao thù mày lắm, tao muốn mày chết, tao muốn má mày chết, tao muốn bà mày chết, tao muốn già cả gia đình mày chết. Thì Liên xin hỏi quý vị là quý vị cứ ngồi đó quý vị nói thì gia đình họ có chết không? Ba mẹ họ có chết không? Đúng không quý vị? Cho nên sự thật là cái lời nói nó không có tác dụng gì hết. Nó và nếu và có thể là mình nói như vậy phải không, nói tao sẽ kêu người này người kia tao 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 hy vọng là hàng xóm sẽ có người đi giết mày giùm tao, ví dụ vậy đi. Thì quý vị nghĩ có hàng xóm là thật sự đi giết giùm mình không? Cũng có thể có, nhưng cái người giết đó là người có tội chứ không phải mình, đúng không quý vị? Vậy thì blogger mẹ nấm cổ chỉ làm cái chuyện là post thông tin lên mạng thôi. Thì có thể thông tin đó là những cái thông tin mang tính phản động hay là thông tin chống đối chính quyền hay gì đó, nhưng mà nó không thật sự tạo ra cái hành động hại chính quyền. Và nếu nó tạo ra một cái lời kêu, nó nếu nó là một cái lời kêu gọi thì ai trả lời cô đó mà đi lật chính quyền thì cái người đó mới là cái người có tội chứ không phải cô này, đúng không ạ? Thành ra cái chuyện mà bỏ tù một cái người chỉ ngồi nói suông 10 bằng 10 năm tù đó, chứng tỏ là những cái người này là họ người không có lý trí hả, hay là người mình không hiểu họ suy nghĩ cái gì, họ tức là ai nói chuyện xa xôi như là tự do ngôn luận hay là nhân quyền căn bản gì đó thì cái chuyện đó mình cũng biết, nhưng mình chỉ thấy là cái điều đáng ngại là nếu như trong một xã hội mà cái cơ quan công quyền cao nhất để giữ cái trật tự xã hội mà lại suy nghĩ ngu xuẩn như vậy thì đó là một cái điều đáng sợ cho viễn cảnh tương lai của dân tộc này. Những ai đã từng tham gia chương trình Kỷ luật không nước mắt thì đã nghe tới cái chuyện Ly nói là muốn có một gia đình hạnh phúc, một đất nước phát triển và một công ty, một gia đình hạnh phúc, một công ty phát triển và một đất nước hòa bình thịnh vượng, thì chúng ta phải có những con người tự chủ. Và muốn có những người tự chủ thì chúng ta phải có luật pháp rất nghiêm khắc nhưng rất nhân đạo, và phải cho người ta thời gian để làm quen và để tìm hiểu, đúng không ạ? Thì quý vị sẽ thấy là rất nhiều người Việt chúng ta hay lầm tưởng là luật pháp nó làm cho người, luật lệ nó làm cho người ta mất tự do, phải không? Liên còn nhớ là hồi Liên mới qua Mỹ đó, là lúc đó Liên qua Mỹ Liên hơn 18 tuổi rồi, cho nên đã quen với cái kiểu của Việt Nam rồi. Thành lúc mới qua Mỹ trời ơi thấy nó khó chịu khủng khiếp quý vị ơi. Đụng đâu luật đó cái gì cũng bị anh chị, anh Liên có người anh với người chị qua trước hả, mình làm gì cũng nói không được làm như vậy, như vậy phạm luật. Trời ơi Liên bực mình khủng khiếp luôn, nó trời ơi ở Mỹ khó chịu quá. Cái thành ra lúc mà Liên ở Mỹ lâu năm rồi Liên về lại năm 2002 đó, tức là 12 năm sau á, thì là Liên cũng nghe người Việt bắt đầu những người Việt nói như vậy đó, là trời ơi Mỹ khổ thế mò luôn, sướng gì đâu. Ở Việt Nam hả, muốn gì muốn muốn ăn gì là xài vô đường ăn thôi, ở Mỹ là đi kiếm muốn chết, đậu xe cũng phải đậu cho đúng chỗ gì đó. Cho nên Liên hiểu được là đi đồng ý với quý vị là có những cái luật lệ nó làm cho mình khó chịu thiệt, nhưng sự thật là như vậy, không có luật mình có dễ chịu hay không?
Ví dụ như nếu như bây giờ không có luật bảo vệ mình, là không có cái luật bảo vệ là ai, nếu mà ai giết mình vô lý thì sẽ bị ở tù. Quý vị nghĩ quý vị có dám đi hiên ngang ngoài đường không? Mình đi hiên ngang ngoài đường á, người ta dám mình chết sao? Hay là nhà mình á, mình có dám để cửa kính không? Hay là mình phải để cửa sắt thép? Lý do mà nhà mình để cửa kính hớ hên như vậy á, là vì á, mình không muốn cho người ta dễ dàng mà cám dỗ người ta ăn cắp vặt thôi. Chứ còn nếu mà ai mà cố ý giết mình, họ đập cửa kính họ vô cái dễ ạt, đúng không ạ? Nhưng tại sao mình vẫn cứ để cửa kính? Tại vì mình còn tin vào pháp luật. Mình còn tin là người ta sợ pháp luật, người ta sợ là nhảy sổ vô nhà mình sẽ bị ở tù, cho nên người ta không làm, đúng không ạ? Cho nên quý vị sẽ thấy là sự thật là có luật lệ thì mình mới có thể có tự do. Tại vì nếu không á, quý vị có dám ra khỏi nhà không? Ra khỏi nhà người ta chém chết sao? Đúng không ạ? Cho nên nếu mình không dám ra khỏi nhà, mình sợ người ta chém chết thì cái nhà mình thành cái nhà tù của mình rồi. Thành ra chúng ta phải hiểu sự thật là muốn có luật lệ, muốn có tự do thì phải có luật lệ. Nhưng khi có luật lệ mà luật lệ đó vô nhân đạo thì chúng ta sẽ không có tự do, quý vị. Chúng ta sẽ có áp bức, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có áp bức. Cho nên ví dụ như bây giờ luật bắt mình là không được đi vệ sinh một ngày thì cái đó nó cho mình tự do không, đúng không ạ? Thành ra điều kiện cần của tự do là phải có luật lệ, và điều kiện đủ của tự do là luật lệ đó phải công bằng nhân đạo, và nó phải hợp với cái nhu cầu chính đáng của con người và mong muốn chính đáng của con người. Thì thế nào là chính đáng? Thì những ai đã tham gia tất cả các chương trình của Liên đều hiểu rằng, đều thường nghe cái điều Liên nói là gì, bất cứ một điều gì đó đúng với người này có thể sai với người khác, đẹp với người này xấu với người khác, ngon với người này dở với người khác, hay với người này tệ với người khác, đúng không ạ? Vậy thì đâu là cái chuẩn mực, đâu là cái chuẩn mực để nói thế nào là nhu cầu chính đáng? Có một vài cái chuẩn mực mà không tranh cãi được, ví dụ gì, tức là tất cả chúng ta đều sợ chết, tất cả chúng ta đều thấy đau, tất cả chúng ta đều thấy buồn, và không ai thích đau, không ai thích buồn. Có những cái, nó cái tiếng Anh nó gọi là universal truth, tức là những cái sự thật mà nó vượt qua thời gian, nó vượt qua không gian, vượt qua giới hạn, và nó không có mang tính quan điểm ở đây. Nó là một sự thật không chống cãi được, không chối cãi được, đúng không ạ? Thành ra cái nhu cầu chính đáng của con người, những ai mà tham gia chương trình Kỷ luật không nước mắt còn nhớ không, điều cái phần con và phần người đó, cái phần con cái nhu cầu là gì? Ăn uống ngủ thở vệ sinh, ấm, hoạt động, phải không ạ? Thì thiếu một trong những cái này thì chúng ta sẽ chết, chúng ta sẽ bệnh, chết ngay lập tức hoặc là bệnh rồi chết. Còn cái nhu cầu căn bản của một con người là gì? Là yêu thương, là được yêu thương, được tôn trọng, được tự do phát biểu, được tự do suy nghĩ, được tự do quyết định, được học hành, được có thông tin đầy đủ, được tự do tôn giáo, được tự do mưu cầu hạnh phúc. Thì đây là tạm gọi là, danh sách này tạm gọi là cái nhu cầu căn bản nhất của một con người. Hay nói theo ngôn từ văn hóa thì đây là một phần của nhân quyền căn bản. Thì quý vị thấy nhân quyền căn bản nó đâu có, nó lần đầu tiên nó được tuyên bố ở Pháp từ những năm 1700 hay 800 gì đó lần. Và cho tới bây giờ thì đâu thì trên toàn thế giới, cái số quốc gia mà thật sự bảo đảm cái nhu cầu cái nhân quyền căn bản cho con người đó, nó vẫn còn là thiểu số. Cho nên quý vị sẽ thấy là không có một cái chính phủ nào mà họ lập nên vì họ không có làm vì con người đâu. Họ không làm vì người dân đâu, họ làm vì chính họ thôi. Chỉ có người dân á mới làm vì người dân, còn chính phủ sẽ làm vì chính phủ, mình sẽ làm vì quyền lợi của mình, và chính trị gia sẽ làm vì quyền lợi của chính trị gia. Cho nên quý vị muốn người ta tự nhiên tôn trọng nhân quyền của quý vị, đó là điều không tưởng. Quý vị muốn người ta tự nhiên làm vì quý vị, đó là điều không tưởng, tại vì chính mình cũng chỉ làm vì mình thôi. Vì vậy cho nên mình muốn có tự do, mình muốn có dân chủ, mình cũng muốn có nấm, mình muốn có cơm thì mình phải đi làm, mình muốn ăn kiếm tiền thì mình phải đi làm. Vậy thì mình muốn có tự do dân chủ thì mình phải là người bảo vệ lấy tự do dân chủ của mình. Quý vị thấy chính phủ Mỹ
nó có vẻ như tốt đẹp hơn chính phủ Việt Nam nhiều đúng không ạ? Đâu có tự nhiên nó tốt đẹp. Người dân Mỹ phải càn cựa với chính phủ Mỹ hàng ngày để giữ lấy những điều tốt đẹp mà họ muốn gìn giữ. Quý vị thấy cứ mỗi lần mà có vấn đề gì trong xã hội thì hiệp hội này lên tiếng, hiệp hội kia lên tiếng, người này biểu tình, người kia biểu tình. Nhưng cái đáng sợ nhất của cái xã hội Việt Nam bây giờ á, không phải là không có người biểu tình, mà là cái giới trí thức nó im lặng. Quý vị thấy một cái sự thật không thể tranh cãi được là đa số người ta là người bình thường và trí thức là thiểu số, và người xuất chúng là thiểu số, elite đó. Người nó gọi là giới tinh hoa, tiếng Anh nó gọi là elite. Liên vừa mới thay cái chữ elite này quý vị, thì quý vị sẽ thấy là người xuất chúng là người thiểu số. Cho nên á, khi mà muốn một xã hội dân chủ, người ta bắt đầu người ta trưng cầu dân ý, người ta bầu cử, người ta muốn có số đông ủng hộ, thì nếu như giới trí thức không lên tiếng thì quý vị sẽ thấy là ai sẽ là người ủng hộ? Số đông là người ít học, số đông là người ít thông tin, là người ít kiến thức, thì họ sẽ không, thì cái số đông nó sẽ chọn ra những cái chuyện nó không có hợp lý đâu, nó không phải là chuyện tốt nhất đâu. Cho nên á, muốn cho cái nền dân chủ nó thật sự có chất lượng á, thì cái giới trí thức nó phải lên tiếng, nó lên tiếng để nó phân tích, cái này tốt, cái kia xấu, tại sao tốt, tại sao xấu, quan điểm của tôi là lý do tại sao. Và cái cuộc tranh luận của giới trí thức nó sẽ cho cái người đa số người bình dân họ có cái hiểu biết rõ ràng của vấn đề, để từ đó họ mới bầu cử được, để từ đó họ mới đi để đưa cái dư luận xã hội nó mới đi theo cái hướng tích cực được. Cái đáng sợ của Việt Nam là bây giờ giới trí thức á, là thứ nhất là rất ít, tại vì đa số những người có bằng đại học hay có bằng tiến sĩ, rất nhiều người là toàn mua bằng không à, không có kiến thức gì cả. Còn những người có kiến thức thật á, thì lại họ là họ cứ họ họ cứ im lìm, phải không? Và tiếp theo là có rất nhiều trí thức thật á, thì là làm nô lệ cho chính quyền chứ không có làm nô lệ cho sự thật. Liên còn nhớ là hồi đó Liên được Liên được mời tới một cái hội thảo do một cái cơ quan nhà nước nào đó tổ chức về cái chuyện Biển Đông. Thì có một ông tiến sĩ đứng lên nói với Liên là cô ấy, Liên là cô là công dân Mỹ, thì theo như tôi biết là trong cái thư viện Quốc hội Mỹ đó, nó có cái bản đồ nguyên bản của được được Việt Nam Dân chủ Cộng hòa in vào năm 1950 mấy đó, và trong đó ghi cái đảo Hoàng Sa là tên là Nam Sa và đảo Trường Sa tên là Tây Sa. Đây là một bằng chứng rất có hại cho chúng ta, vì vậy hãy vì tình yêu nước mà cô tới Quốc hội Mỹ, cô mượn cái bản đồ đó ra rồi cô xé luôn đi. Quý vị thấy trí thức mà nói vậy, trí thức chỉ làm nô lệ cho sự thật, không làm nô lệ cho một bất cứ một một thế lực nào cả, một dân tộc hay một chính quyền nào cả. Trí thức chỉ làm nô lệ cho sự thật. Cho nên kiến thức, bằng chứng, sự thật thì trí thức có trách nhiệm bảo vệ. Thành ra lúc đó Liên mới nói là anh là tiến sĩ mà anh nói chuyện buồn cười nha. Anh là nô lệ cho sự thật hay là anh là nô lệ cho chính quyền? Một chính quyền đã làm sai, anh còn kêu tôi làm sai theo nữa hả? Tại sao mình là người Việt Nam mà mình đi in cái bản đồ theo tên Nam Sa và Tây Sa, rồi còn biểu tôi đi vì tình yêu nước mà đi xé cái bản đồ? Cái hành động in Nam Sa và Tây Sa đã bán nước rồi thì đi xé bản đồ đó là bán nước chứ sao gọi là yêu nước? Quý vị có thấy cái đáng buồn của cái giới trí thức Việt Nam hay không? Cho nên cái điều mà Liên muốn chia sẻ với quý vị ở đây là quý vị có con quý vị đang tuổi lớn, con quý vị sắp thành trí thức, hãy dạy cho nó hiểu thế nào là trí thức. Trí thức là người chỉ biết làm nô lệ cho sự thật chứ không làm nô lệ cho bất cứ một thế lực nào, hay một chính quyền nào, hay một dân tộc nào, hay một đảng phái nào. Quý vị thấy ở nước Mỹ, đảng này đã cãi qua đảng kia cãi lại, nhưng người trí thức họ không bao giờ đứng theo một đảng nào cả. Họ chỉ thấy cái điều này có lợi cho người, có đúng với lý lẽ hay không, có hợp tình hợp lý hay không, có đạo đức hay không, có lợi cho đa số người ta hay không, hay có hại về sau hay không, vân vân. Họ chỉ nói những điều đó chứ họ họ không nói theo ông Trump hay ông Obama hay bà Hillary nào cả.
Đó mới thật là sự giỏi trí thức. Thì cứ mỗi lần có một vấn đề gì trong xã hội Mỹ thì hết người trí thức này viết bài báo, người trí thức khác viết bài báo. Còn xã hội Việt Nam thì Liên thấy ý trí thức im lìm. Tức là cái sự đau buồn của xã hội Việt Nam ngày nay lỗi rất nhiều ở giới trí thức Việt Nam. Đã im lìm trong mọi vấn đề. Cho nên bây giờ Liên nói câu này mà Liên bị giới trí thức ném đá thì Liên sẵn sàng nhận đá với giới trí thức, tại vì đã là trí thức mà còn ném đá thì không phải là trí thức nữa rồi. Trí thức không bao giờ dùng cái chuyện ném đá mà họ phải dùng lý lẽ cho đàng hoàng. Và ai là lý trí thức mà thấy Liên nói sai, xin hãy viết một bài viết lý lẽ cho đàng hoàng để chứng minh Liên sai. Tại sao? Bằng chứng, lý lẽ, đó là điều tuyệt vời, đúng không ạ? À? Chúng ta hãy dùng lý lẽ để nói chuyện với nhau thẳng thắn. Thì từ những cái cuộc tranh luận rất thẳng thắn, rất gay go đó bằng lý lẽ, chúng ta sẽ bật ra những cái điều tuyệt vời trong đời sống. Thành ra khi những quý vị có con ở tuổi cấp 2, cấp 3 và sắp sửa vào đại học hay đang học đại học, hãy nhớ rằng con quý vị sắp sửa trở thành trí thức, nó có trách nhiệm hướng dẫn dư luận xã hội và nó có trách nhiệm làm việc vì sự thật. Mạng trở lại rồi. Liên có nhận một cái tin nhắn trên mạng là chị ơi, sao chị cứ em rất khâm phục cái chị là thích ôn hòa, không ủng hộ lật đổ, nhưng mà em thấy chính quyền này mà không lật đổ thì đất nước này đi vào không bao giờ tiến lên được. Liên không biết cái nhận định đó có chính xác hay không. Nhưng cái điều Liên muốn chia sẻ với quý vị là gì? Quý vị có thấy là chính quyền nào đi chăng nữa, dù kéo dài 1 năm, 2 năm, 100 năm hay 200 năm hay 300 năm, nó cũng là một thời gian rất ngắn so với quá trình phát triển của một dân tộc 5.000 năm của chúng ta hay không? Nó cũng là một thời gian càng ngắn hơn nữa so với quá trình phát triển của văn minh nhân loại, đúng không ạ? À? Vì vậy cho nên cái nền tảng không phải cái nguồn gốc, không phải là chính trị, mà cái nguồn gốc là cái gì tạo ra chính trị. Quý vị thấy như bản thân Liên nè ha, cái tại sao Liên có được ngày hôm nay, có được học hành, là vì Liên có một cái gia đình mà có truyền thống coi trọng việc học hành. Cho nên khi Liên lớn lên, rồi bây giờ các cháu Liên lớn lên, cái chuyện đi học là chuyện đương nhiên và bình thường, không cần phải suy nghĩ, nó thấm trong từng tế bào rồi, khỏi phải dạy, khỏi phải thúc ép, nó tự nhiên vậy rồi, đúng không ạ? À? Cho nên quý vị thấy cái truyền thống nó mới là quan trọng. Thành ra chúng ta phải xây dựng một cái truyền thống tốt đẹp thì tự nhiên cái nền chính trị của chúng ta sẽ tốt đẹp. Chúng ta phải có truyền thống tốt đẹp thì tự nhiên những con người sinh ra trong truyền thống đó tự nhiên sẽ tốt đẹp. Đương nhiên mọi việc nó đều có ngoại lệ, tức là có những gia đình rất đàng hoàng nhưng có một vài đứa con nó rất là khốn nạn, cái chuyện nó cũng có, đúng hay không? Và những gia đình rất tồi tệ, có những đứa con xuất chúng, chuyện nó cũng có, đúng hay không? Nhưng nói về đa số thì những gia đình có truyền thống đạo đức tốt đẹp thì thường đẻ ra những con cái sau này á, họ bình thường và tốt đẹp. Thành ra cái quan trọng mà chúng ta cần phải làm với nhau á, cái điều Liên muốn chia sẻ với vị, cái việc Liên đang làm á, là Liên muốn gây dựng một cái nền tảng truyền thống tốt đẹp. Những con người thật sự có trái tim, có đạo đức, có sức mạnh tinh thần nhưng không dùng bạo lực, không ép người khác và không để cho người khác ép mình. Đúng không ạ? À? Thành ra khi chúng ta có những con người như vậy thì chúng ta dần dần và gần như bảo đảm cái hệ quả sẽ là một nền chính trị tốt đẹp. Còn bây giờ chúng ta tập trung vô chính trị, nó là cái ngọn chứ không phải là cái gốc. Cái gốc phải là con người, cái gốc phải là văn hóa, cái gốc phải là đạo đức truyền thống, cái gốc phải là đạo đức, cái gốc phải là truyền thống, cái gốc phải là cái lối hành xử hàng ngày giữa người với người với nhau, nó là phải dựa trên cái nền tảng nhân bản, đúng không quý vị? Thành ra cái câu chuyện giữa Nga với Mỹ này á, nó là cái chuyện cá nhân của người ta, mình xen vô chi cho mệt. Nhưng mà vì nó Liên lợi dụng cái chuyện này để Liên được cái sự được cái sự quan tâm của nhiều người để chỉ nói cái chuyện thật ra là quan trọng hơn, đó là cái chuyện đạo đức suy đồi của xã hội Việt Nam mình.
và cái chuyện tiếp theo là hãy cẩn thận với cái sự ảnh hưởng, cái thông điệp của cái chuyện Nga Mỹ này đưa tới cho con cái của chúng ta là cái gì, để và nhận thức và nhân sinh quan trong xã hội nó là cái gì, phải không ạ? Một người đã có vợ mà đi gian díu với người khác, nếu vợ anh không đồng ý thì anh làm sai, còn nếu vợ anh đồng ý, con anh đồng ý thì đó là quyền của anh và vợ anh quyết định, người khác không có quyền xen vào, phải không ạ? Còn và như vậy thì một người đi gian díu với một người đã có vợ thì rõ ràng là cái đó không phải là một cái chuyện nghiêm túc, chẳng có gì đáng thương với một người đi gian díu với người đã có vợ rồi rồi, nhưng mà đành đồng ý là cái chuyện bị kiện ra tòa một cách vô lý như vậy thì đó là sự bất công, Liên cũng đồng ý, phải không ạ? Nhưng mà cuối cùng rồi cái chuyện đó là chuyện cá nhân của người ta không phải của mình, cho nên á cái điều đáng sợ là làm sao để chúng ta không để cho con cái chúng ta ảnh hưởng bởi cái câu chuyện vô lý này. Cái điều tiếp theo là Liên nghĩ là cùng một lúc cái phiên tòa xử một người rất đáng khâm phục, đó là người có trách nhiệm với xã hội, thì không ai quan tâm, đó là blogger mẹ nấm. Liên Liên xin là người đầu tiên ủng hộ blogger mẹ nấm, tại vì Liên cũng không không biết cổ nói gì trong cái blog của cổ. Liên thành thật mà nói Liên chưa bao giờ đọc, cho tới khi cổ bị bắt Liên mới biết là có một cái người tên là blogger mẹ nấm và từ bữa tới giờ Liên cũng chưa đọc cái blogger của cái blog của cổ nữa. Và Liên nghĩ là cổ có nói gì chăng nữa đó là quyền tự do cá nhân của cổ hả, cổ ngồi cổ chửi chính quyền, nó ước sao chính quyền sụp thì chính quyền đâu có sụp bằng lời nói của cổ đó được, mà đi phạt người ta 10 năm tù, đó là cái chuyện vô cùng vô lý. Thành ra Liên là một người trí thức chính thức lên tiếng là bỏ tù một người 10 năm chỉ vì họ lên tiếng, đó là một điều vô cùng vô lý và đó là điều đáng sợ cho tương lai của đất nước này, tại vì một xã hội không thể nào không có tự do nếu như không có luật pháp, đúng không ạ? Phải, nhưng có luật pháp mà lại không công bằng, không không công bằng, không nhân đạo thì nó cũng chẳng có đem lại tự do, nó sẽ đem lại áp bức, cho nên đó là một cái điều điều đáng sợ cho hiện tại và tương lai của nước Việt Nam. Và Liên chỉ mong là những người trí thức hãy lên tiếng với những điều sai trái trong xã hội một cách chính thức và hiên ngang, hãy sống đúng với cái trách nhiệm của một người trí thức. Chúng ta đều hiểu rằng trên thế giới này không ai mà không có trách nhiệm, phải không ạ? Và trách nhiệm của cha mẹ là lo lắng cho con cái, trách nhiệm của trí thức là hướng dẫn những người thiếu kém kiến thức hơn mình, trách nhiệm của người dân là phải lên tiếng với những điều mà mình thấy là không đúng và ca ngợi những điều mình thấy mình đúng trong cái giới hạn mình có thể làm được. Bây giờ đã có Facebook, bây giờ đã có YouTube mà không có trí thức nào lên tiếng một cách chính thức thì chứng tỏ là chúng ta có quá nhiều trí thức hèn hạ và điều đó cần phải thay đổi. Và Liên chỉ hy vọng là con cái quý vị khi nó lớn lên nó sẽ không biến thành những trí thức hèn hạ mà nó sẽ biến thành những trí thức sống đúng với cái gọi là trí thức, với trách nhiệm xã hội của giới trí thức, của tầng lớp trí thức, đúng không ạ? Thì bây giờ là 48 phút rồi, Liên sẽ dành thời gian để trả lời một số câu hỏi. Của quý vị đây là để coi có câu hỏi nào không, có câu hỏi nào không, vừa mới thấy nó chạy có nhiều câu hỏi, bây giờ tìm lại là không ra. Câu hỏi của Mai Trâm Lê, chị Liên ơi, cho em hỏi có nên cho trẻ đi học khi 18 tháng không, và lứa tuổi này nên chọn trường như thế nào? Thật ra con nít đi học để làm cái gì ở, 10, ở con nít đi học để làm cái gì ở mẫu giáo, con nít đi học để làm gì, ở cấp 1, cấp 2, cấp 3 đi học để làm gì, và cấp đại học đi học để làm gì, và cấp tiến sĩ đi học để làm gì, tất cả những cấp đó đi học là để nó có cái thứ mà ở nhà không có quý vị đồng ý không ạ? Tức là trường học nó sẽ cho con quý vị cái môi trường để nó giao tiếp với bạn bè, với cô giáo, với bảo mẫu, với chú bảo vệ, tức là qua đó nó học cách giao tiếp,
phải không ạ? Còn ở nhà đó nó chỉ ít người, nó sẽ ít tương tác, nó giao tiếp hơn, cho nên thật ra trên lý thuyết là đi học là tốt. Vấn đề là đi học nó sẽ có những cái điều xấu gì, thì rất có thể là đi học sẽ bị bạn đánh, thì bị cô giáo đánh, thì bị bảo vệ nạt nộ, hay bị bảo mẫu đánh, thì bảo vệ đánh hay gì đó. Cho nên cái chuyện khi con 18 tuổi mà muốn cho đi học hay không, nó phụ thuộc vào những vấn đề sau đây. Nếu như ở nhà không có ai, không có nhiều người để tương tác, thì nên chăng là hãy cho nó đi học để cho có người tương tác. Còn nếu như ở nhà có nhiều người tương tác rồi và biết cách chơi đùa, biết cách dành thời gian đọc sách, dẫn đi công viên, dẫn đi gặp gỡ bạn bè, dẫn đi chơi đùa, du lịch thăm thú các nơi, thì đôi khi cái đó là tốt hơn đi học. Nhưng nếu ở nhà không có những điều đó thì phải cho nó đi học. Vấn đề là khi đi học thì phải tìm trường nào mà không có những cái chuyện đáng ngại, như là an toàn, cơ sở vật chất có an toàn hay không, cầu thang có an toàn hay không, sạch sẽ hay không, cửa nẻo đồ chơi có an toàn hay không, sạch sẽ hay không. Thứ hai là cô thầy giáo, bảo mẫu, bảo vệ có đánh đập cháu hay không. Và thứ ba là đồ ăn thức uống có vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Vậy thì làm sao mình biết được những thông tin này? Một là mình tới mình hỏi trường, hỏi mình tới hỏi trường, hỏi cô giáo, hỏi 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 hiệu trưởng. Thì quý vị biết là mình khi hỏi họ không bao giờ nói cho mình điều biết điều xấu đâu, họ nói toàn điều tốt không à. Nhưng mà mình cũng có thể cảm nhận được là đây là những người chân thành hay những người giả dối, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là mình phải kiểm chứng những điều họ nói bằng cách là mình đứng ở ngoài cổng trường á, mình chờ những cái phụ huynh đã có con học đó rồi ra đó, mình mới hỏi han. Hỏi một người đâu có đủ, phải không? Tại vì quan điểm mỗi người mỗi khác và cách nhìn vấn đề mỗi người mỗi khác, mình phải hỏi vài người, hỏi hai ba bốn người, độ tuổi khác nhau, cách ăn mặc khác nhau, phải không? Và họ tới từ vùng miền khác nhau, thì từ đó mình mới có thể cảm nhận được phần nào sự thật về cái ngôi trường đó. Và như vậy thì mình sẽ nói chuyện với bảo vệ riêng, mình nói chuyện với cô giáo riêng, mình nói chuyện với phụ huynh riêng, mình nói chuyện với hiệu trưởng riêng. Thì sau tất cả những đó mình thống nhất, mình tổng kết thông tin lại, thì mình sẽ thấy được một cái bức tranh nó rõ ràng hơn về sự thật về cái ngôi trường này. Và cái quan trọng là hãy tới trường đó đó, đứng đứng nhìn con nít nó tới trường và con nít nó ra khỏi trường á, cái mặt nó ra làm sao hả? Nếu nó tới trường cái mặt nó hớn hở và nó ra trường cái mặt nó cũng hớn hở, thì nên chăng là đây là một trường tốt. Còn mình đứng đó mình tới trường mà mặt cho nó khóc, nó không chịu vô trường, hoặc nó ra mặt nó bí thị, nó khóc, nó gặp nó mẹ nó mừng quá, nó chạy tới ôm mẹ nó giống như là nó đang bị bỏ tù từ sáng tới chiều vậy đó, thì là mình nên tránh xa cái trường đó. Và Liên đề nghị là quý vị tới trường nào hãy hỏi hỏi cô giáo và hiệu trưởng á, là trường này có dạy trẻ theo tinh thần kỷ luật không nước mắt hay không. Và nếu mà họ nói cái đó là cái gì, thì quý vị hãy nói là kỷ luật không nước mắt là cách dạy trẻ không đòn roi, vân vân. Có thể lên YouTube tìm tìm hiểu thêm. Tại vì sao? Tại vì trường đó mà không hiểu được tinh thần kỷ luật không nước mắt là gì, tức là trường đó thứ nhất là không quan tâm tới cái chuyện cần phải dạy trẻ em không bạo lực, thứ hai là có thứ hai đó là có dù cho quá quan tâm nhưng cũng không 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 muốn nghe theo, thì đó là đặc quyền của họ, nhưng mà mình tránh xa họ đi, đúng không ạ? Bây giờ mình thấy cái con cọp nó hay cắn mình đâu cần phải ghét con cọp, tại vì cái bản chất tự nhiên con cọp nó vậy mà, tốt hơn hết mình tránh xa đi, đúng không ạ? Thì cái trường đó mà nếu mà cô hiệu trưởng cho rằng đánh trẻ em là tốt, đó là quyền của cổ. Nhưng mình thấy là như vậy thì con mình sẽ bị đau khổ, cho nên tốt hơn hết mình tránh xa, không cần phải tranh cãi, đúng không ạ? Đó là câu trả lời thứ nhất. Còn 5 phút nữa còn ai có câu trả lời không? Có câu hỏi không? Thì Liên xin trả lời mà một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chia tay. Câu hỏi Hello, không có câu hỏi hả? Ok, vậy thì không biết tại sao cái mạng của Liên nó không có chạy nữa rồi, lại không có thấy một cái sự tham gia nào nữa rồi, không biết nó bị cái gì nữa đây. Vậy thì chốt lại là
chốt lại là những cái chuyện xã hội trong đất nước Việt Nam của chúng ta nó nhiều lắm quý vị. Chúng ta phải có trách nhiệm với xã hội thì xã hội mới tiến triển tốt đẹp được, đúng không ạ? Không không có tự nhiên mà xã hội Mỹ nó tốt đâu quý vị. Người Mỹ, các hiệp hội, các hội đoàn, họ phải thường xuyên lên tiếng với những chính sách sai trái của chính phủ. Các trường đại học, giới trí thức, họ thường xuyên lên tiếng với những hành động sai trái của chính phủ, và những vấn đề mà cả xã hội quan tâm, dù đó là vấn đề cá nhân như là chuyện Nga Mỹ, hay là vấn đề xã hội như chuyện blogger Mẹ Nấm, hay là chuyện bác sĩ Lương. Họ nếu họ thấy có nhiều người quan tâm, họ luôn luôn lên tiếng và họ nói lên quan điểm của họ dựa trên nền tảng khoa học, đạo đức, truyền thống một cách hiên ngang. Cho nên lời của Quốc Liên là xin đi có lời kêu gọi giới trí thức Việt Nam, anh ở trong nước hay ở nước ngoài, nếu anh nghĩ anh là ở nước ngoài và anh nghĩ anh là người nước ngoài thì thôi không sao cả, nhưng anh vẫn còn nghĩ anh là người Việt Nam thì hãy lên tiếng một cách thẳng thắn, ôn hòa, dùng lý lẽ đàng hoàng, không nên chửi bới lẫn nhau. Và cái quan trọng là chúng ta hãy cố gắng xây dựng một cái truyền thống đạo đức, xây dựng lại cái truyền thống đạo đức cho dân tộc mình, đúng không ạ? Hãy hãy nói chuyện với con của chúng ta, để phòng khi mà cái câu chuyện Nga Mỹ này nó có ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ của bé. Một người tử tế là người phải dựa trên cái sức sức lực của mình vươn lên để tìm ra những đồng tiền chính đáng, chứ đừng có đi tìm cái người giàu rồi yêu họ rồi biểu họ phải có trách nhiệm vì tình yêu đó mà cho mình tiền, đó là một sự hèn hạ, phải không ạ? Rồi một người có tiền thì đó, dù đó là tiền của mình tạo ra hay tiền của mình bằng công sức của mình đi chăng nữa, mình cũng không nên dùng tiền của mình để mà mua mua tình cảm của người khác, hay là rù dập người khác. Con cái của chúng ta lớn lên, hãy nhìn cái câu chuyện này, hãy nói chuyện với con cái của chúng ta để mà nó có một cái tạm gọi là một cái hệ quy chiếu về nền tảng đạo đức mà nó xứng đáng, đúng không ạ? Vì ông bà ta có câu là có đức thì mặc sức mà ăn, không có đức, hình như có người còn nói liên câu này có người còn nói liên câu này là không có đức thì bóp cước mà ăn xin lỗi quý vị liên tới cái câu này nó rất là thô thiển, nhưng mà nó thật sự là nó thật sự nó nói lên sự thật. Quý vị thấy những cái công ty mà rất là thịnh vượng của đất Mỹ như là Microsoft hay là Apple hay Google hay là Intel, đó là những công ty họ thịnh vượng là vì họ có sự uy tín, đó mà họ họ biết chăm sóc quyền lợi của khách hàng họ, chứ họ không dùng tiền bạc của họ để mà họ lừa lọc khách hàng. Cho nên sự thật, sự giàu có bền vững nó tới từ sự trung thực, nó tới từ nền tảng đạo đức, chứ nó không tới từ sức mạnh của sắc đẹp hay của tiền tài, đúng không quý vị? Và bây giờ là 1 tiếng đồng hồ rồi, và hình như ở bên Việt Nam mạng bị chặn hay sao đó, Liên không thấy có một sự tham gia nào nữa. Vậy thì rất cảm ơn mọi người đã cố gắng tham gia chương trình. Liên hẹn là 10 giờ đêm mà lúc 10 giờ Liên lên thì không có ai thấy Liên hết, và cũng cố gắng chờ tới 10 rưỡi để mà tham gia, thì đó thật sự là niềm vinh hạnh cho bản thân Liên. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Liên trong cái livestream với cái đề tài đầy tranh cãi này. Hy vọng là quý vị đã có 1 tiếng đồng hồ với Liên hạnh phúc, và hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. Và bây giờ là có thể là gần nửa đêm ở bên Việt Nam rồi. Chúc quý vị đi ngủ ngon, sáng mai dậy sớm đi làm bình an và có một ngày mới xinh đẹp. Đêm nay quý vị có thể sẽ nằm mơ những giấc mơ đẹp hả, đừng nghĩ tới những cái chuyện tiêu cực trong xã hội, cũng đừng nghĩ tới chuyện cá nhân của cái cặp kia chỉ cho nó mệt, đúng không quý vị? Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người.
Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo. I love you. Xin chào.